Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức buổi nói chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ. Đảo Sinh Tồn Đông, Trường Sa đã để lại dấu ấn mãnh liệt trong lòng bà con Việt Kiều. Phở Việt Nam sẽ được đưa vào thực đơn các khách sạn tại Pakistan. Thưa quý vị, tháng 10 năm 2022, Ấn Độ khai trương mạng 5G đầu tiên của mình và chỉ sau hơn một năm đã trở thành một trong số những quốc gia phủ sóng 5G trên toàn quốc nhanh nhất thế giới. Theo đánh giá của chính phủ Ấn Độ, dự kiến đến năm 2026, thuê bao 5G Ấn Độ có thể đạt 350 triệu thuê bao. Đây cũng là cơ hội cho các nhà cung cấp lớn trên thế giới, trong đó có tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tham gia thị trường này. Đối với nhiều người dân Ấn Độ, từ hơn một năm qua, 5G đã trở thành trợ thủ đắc lực cho họ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, gọi tắt là Viettel Hitech, đã và đang nổi lên là nhà cung cấp quan trọng cho thị trường đầy tiềm năng này. Tháng 12 năm ngoái, Viettel Hitech đã chuyển giao hệ thống 5G Private do Viettel nghiên cứu chế tạo cho công ty Quadgen Ấn Độ. Tiếp nối thành công của thương vụ này, Viettel Hitech vừa ký hợp đồng thương mại thứ hai cùng tập đoàn UTL. Tại triển lãm quốc phòng an ninh châu Á đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, Viettel và tập đoàn UTL đã chính thức ký kết hợp đồng thương mại về Private 5G, mang lại những lợi ích và giá trị về sự phát triển của cả hai bên. UTL là doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ viễn thông hàng đầu Ấn Độ và có sự hiện diện tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Viettel có cơ sở hạ tầng rất tốt để phát triển công nghệ. Còn chúng tôi thì cũng có 40 năm kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm viễn thông và mạng lưới toàn cầu. Do đó hai bên có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng xây dựng các giải pháp hữu ích cho ngành công nghiệp Ấn Độ và giải pháp từ chính phủ. Ở đây thì 5G ở Việt Nam, như các bạn đã biết thì chúng tôi đã triển khai đầy đủ hệ thống mạng lưới hệ sinh thái 5G được nghiên cứu phát triển bởi người Việt Nam. Chúng tôi làm từ mạng lõi đến lớp truy cập vô tuyến rồi đến các lớp ứng dụng, chúng tôi làm đầy đủ và chúng tôi cũng sẵn sàng công nghệ và trang thiết bị để sẵn sàng khai trương thiết bị 5G Made in Japan vào tháng 10 năm 2024. Dự kiến trong vòng 3 tháng tới, những sản phẩm đầu tiên sẽ được chuyển giao và trong năm đầu tiên này, hai bên dự định triển khai các hệ thống demo cũng như tiếp tục xây dựng các mạng lưới mới. Sáng ngày 9 tháng 5 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức buổi nói chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây không chỉ là một trong nhiều hoạt động được Đảng, Nhà nước và quân đội Lào tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Lào hiểu sâu thêm về ý nghĩa quan trọng của chiến thắng lịch sử này đối với tình đoàn kết của Liên minh Chiến đấu Đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã tập trung làm rõ hai vấn đề, ý nghĩa tầm quan trọng và tác động hết sức quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Lào và tình đoàn kết và liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến đổi khó lường, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin tưởng những bài học lịch sử từ chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc và cổ vũ nhân dân hai nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước hiện nay và là mối liên hệ mật thiết trong tiến trình phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam-Lào. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2024, đoàn kiều bào trở về từ 22 quốc gia đã đến với đảo Sinh Tồn Đông để thăm hỏi và làm việc với cán bộ chiến sĩ nơi đây. Từ đó bà con kiều bào thêm thấy được quyết tâm giữ vững biển đảo của các chiến sĩ Trường Sa thân yêu. Như tên gọi của đảo, đảo Sinh Tồn Đông, một đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện lên vững chãi, hiên ngang với một màu xanh đầy sức sống của loài cây phong ba, cây bàng vuông. Đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là một trong những điểm đảo đoàn công tác số 11, trong đó có 68 kiều bào tiêu biểu đi thăm, tặng quà. Cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn xác định rõ nhiệm vụ giữ vững ổn định, hòa bình trên quần đảo Trường Sa, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong và ngoài nước, đời sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo được nâng lên rõ rệt. Hiện nay về đời sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông thì rất là tốt.
nó được thể hiện trên tất cả các mặt, đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần, đời sống về vật chất, và đặc biệt là cái cán bộ chiến sĩ trên đảo thì rất là đoàn kết, quyết tâm một lòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong hành trình đến với Trường Sa từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, đoàn công tác số 11 gồm hơn 200 đại biểu, trong đó có nhiều kiều bào đã đi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn Đông, mang theo nhiều món quà động viên vật chất và tinh thần quân dân nơi đây. Các chuyến thăm Trường Sa là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, kết nối, tạo gắn kết với nhân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới với tấm lòng và tình cảm của mình đã có những đóng góp thiết thực, góp phần giảm bớt phần nào khó khăn của các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa. Qua quan sát các đại biểu kiều bào từ 22 quốc gia trở về để đi ra thăm Trường Sa đợt này thì tôi thấy ai cũng rất là xúc động. Ngồi nghe chuyện của một số các đại biểu đến từ những quốc gia khác, ví dụ như Thái Lan, ví dụ như Mỹ, mà tôi thì tôi hỏi chuyện họ kể chuyện họ khóc và chúng tôi cũng khóc luôn. Chứng tỏ rằng là tất cả rất đông đảo kiều bào là chờ đợi cái chuyến đi này để gặp gỡ và làm quen, cũng như là tận mắt chứng kiến cái cuộc sống của, trước tiên là cái vẻ đẹp của Trường Sa, cái thứ hai là cuộc sống của các chiến sĩ hải quân ở trên đảo như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi được thăm Trường Sa sau 48 tiếng lênh đênh trên biển. Thì sáng sáng ngày 26 tháng 4 tôi đã cập cảng, cập đảo đầu tiên, đó là đảo Sinh Tồn. Cảm xúc rất là cảm thấy giữa một nơi biển mênh mông lại có cờ Tổ quốc ở đây thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào về dân tộc. Chuyến tàu 561 thăm quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Sinh Tồn Đông lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đã mang tình cảm của kiều bào đến với Trường Sa và để bà con kiều bào hiểu hơn về quyết tâm giữ yên biển trời của các cán bộ chiến sĩ trên đảo. Chuyến tàu 561 thăm quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Sinh Tồn Đông lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đã mang tình cảm của kiều bào đến với Trường Sa và để bà con kiều bào hiểu hơn về quyết tâm giữ yên biển trời của các cán bộ chiến sĩ trên đảo. Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 5, Sở Cảnh sát Tokyo đã trao tặng tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam và Sở Cảnh sát Tokyo phối hợp tổ chức một sự kiện tuyên truyền về an toàn giao thông cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, đông đảo đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Nhật Bản. Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo Ozaki Ryota cho biết ở nhiều nước bao gồm cả Việt Nam không có quy định phải có bằng lái xe đối với xe đạp gắn động cơ nhỏ. Vì vậy dẫn đến tình trạng nhiều người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã vi phạm luật lệ giao thông, gặp tai nạn giao thông đáng tiếc khi sử dụng phương tiện này tham gia giao thông. Hiện nay người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản. Với mong muốn người Việt Nam tại Nhật Bản an toàn khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo hy vọng tập tài liệu hướng dẫn an toàn sẽ được phổ biến cho nhiều người Việt Nam tại Nhật Bản để nâng cao hiểu biết đúng về luật và an toàn giao thông. Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Tokyo cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hợp tác hướng tới xây dựng Tokyo thành thành phố an toàn giao thông nhất thế giới. Sau lễ trao tặng tài liệu hướng dẫn an toàn giao thông, cán bộ Sở Cảnh sát Tokyo đã tiến hành hướng dẫn về sử dụng an toàn các loại xe, gồm xe gắn động cơ nhỏ. Vừa qua tại khách sạn Serena, thủ đô Islamabad của Pakistan, Hiệp hội các phu nhân đoàn ngoại giao đã tổ chức sự kiện Taste the World. Sự kiện là cơ hội để các quốc gia giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa ẩm thực tới bạn bè quốc tế và sở tại, thông qua đó nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn tại Pakistan. Đại sứ quán Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia sự kiện, kết hợp giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt, đặc biệt là phở bò và cà phê Việt Nam. Các khách mời đều rất ấn tượng và thú vị khi được thưởng thức hương vị đậm đà của ẩm thực truyền thống phở Việt Nam tại đất nước Pakistan. Qua sự kiện này, phở Việt Nam dự kiến sẽ được đưa vào thực đơn của các khách sạn, nhà hàng trên toàn thủ đô Islamabad. Những truyền thuyết và vẻ đẹp hùng vĩ nơi núi Thiêng Yên Tử khói sương đã vượt qua ngoài biên giới, được báo Le Figaro Pháp vinh danh trong một bài báo với tiêu đề
Vô Gia Âu Long Cu Yên Tử Lam Đu Việt Nam Internet, tạm dịch Một Chuyến Đi Xa Yên Tử, Hồn Thiêng Việt Nam Trường Cửu xuất bản mới đây. Được thành lập từ năm 1826, Le Figaro là một trong những tờ nhật báo lâu đời nhất tại Pháp, vẫn còn xuất bản cho đến ngày nay. Bài báo cũng đề cập tới Legency Yên Tử Gallery, tọa lạc tại chân núi Yên Tử Hùng Vĩ, một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng 5 sao kết hợp du lịch tâm linh độc đáo nhất Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng Legency Yên Tử được đánh giá cao bởi sự khác biệt và tính chuyên nghiệp. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, kế thừa di sản văn hóa nhà Trần thế kỷ 13 và tinh hoa của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!